Kể cả cho dù là mình không chơi tennis hay cái gì đó hay môn thể thao nào đó còn đôi chân chơi nữa thì cái này nó vẫn cứ cả cái khớp được của mình nó vẫn cứ thoái hóa, nó vẫn hỏng cái năm tháng. Cái sụn này nó giống như là cái lốp xe ấy, mình xài càng nhiều thì nó càng mòn thôi. Gối của em là sao đấy? Kiểu nó tràn dịch ấy. Nhưng làm sao mà tràn dịch? Trước đây em đã bị đau bao giờ chưa? Chưa. Chưa bị đau bao giờ cả? Vâng. Những đợt này có làm sao mà nó đau? Em có thể là em tập tennis. Từ trước tiết thì nó to hơn. Nó to hơn, nó tràn dịch, nó phồng lên to lắm. Mà em đeo cái bó gối thì nó đỡ. Đỡ lên. Thì bây giờ nó còn một ít này. Đau thì bây giờ nó không đau nữa. Nhưng mà nó cứ có cái vấn đề là tự động này, cứ kêu cục cục kẹt. Khả năng hôm đấy là em chơi nó bị sai tư thế. Tức là em cứng cái gối này quá, bị xoay vặn người. À, tức là phải xoay vặn cái. Lúc đấy nó đau nhói cái lần luôn hay là không đau gì? Thì này nó không đau mà nó bị cái kiểu nó phùng tướng cái này lên. Xong là em cử động mà nó bị vướng. Tức là phùng ngay lập tức đấy hay là về nó mới phùng? Chỉ trong một buổi là nó đau. Đau không? Đau mà nó chỉ kêu cùng cục. Mình thấy nó kêu cùng cục thôi. Hơi căng, hơi đau. Hơi căng căng ở mặt này. Hơi căng căng ở chỗ này. Có hơi đau. Hơi nhĩ nhĩ. Đấy. Nhìn thấy là đau. Đau rồi. Bên này đau không? Cái này thì không. Cái này kìa. Đấy, đau ấn như thế thì đau. Đá đau đâu? Đau chỗ này đấy. Chỗ này. Chỗ này nó lục cục ở đây. Chỗ này em cảm giác nó lục cục ở đây. Đau lắm. Bấm. Chỗ này đau không? Chỗ đấy thì không đau. Chỗ đấy thì đau lắm. Để đau. Đau thật bút. Để đau. Đau. Giữ mạnh chân đây chứ. Giữ mạnh chân. Cảm thấy vẫn đau ở hay. Vẫn đau đấy đúng không? Của em là bị cái hồi chí bốn chạy sang đùi. Thế đây là cái khớp gối của mình nhá. Đây khớp gối của cả cái khớp gối của mình này. Vâng. Đấy, bên trên này nó là đầu dưới của xương đùi này, bên dưới này là trên của xương chày này. Vâng. Trước đây nó là xương bánh chè này. Vâng. Dưới đây nó gần bánh chè và mỡ dưới xương bánh chè này. Vâng. Và cái xanh xanh này này. Đấy, đây là cái sụn khớp này. Vâng. Thì cái này của em ấy là kể cả cho dù là mình không chơi tennis hay cái gì đó hay môn thể thao nào đó còn đôi chân chơi nữa thì cái này nó vẫn cứ cả cái khớp được của mình nó vẫn cứ thoái hóa, nó vẫn hỏng cái năm tháng. Vâng. Nó già đi theo năm tháng mà. Cái sụn này nó giống như là cái lốp xe ấy, mình xài càng nhiều thì nó càng mòn đó. Vâng. Đó. Thì hiện tại đến bây giờ là nó bị tổn thương cái khớp bánh chè xương đùi này. Vâng. Đó, bên cạnh đó thì nó viêm cả cái mỡ dưới xương bánh chè này và em bị rách một phần cho cái gân bánh chè này. Rách một phần của cái gân bánh chè này. Vâng. Đó. Bên cạnh đó thì nó cả mấy cái mạc này nữa. Cả cái mạc này của cái giải chậm chày này. Vâng. Mà chạy là cái chỗ này nó đau rồi. Mà em gấp ra rũi vào nó kêu bật đấy. Vâng. Nhưng bên cạnh đó thì em lại còn rách cả một phần cái gân bánh chè này nữa. Vâng. Gân bánh chè, nói chung là bị cả cái vùng gân này. Xung quanh đến vùng gân với cả cái sụn khớp bánh chè trên đùi. Cái mạc nó từ giải chậu chày nó xuống đây này. Đấy, nó bám xuống dưới này. Vâng. Nó ôm cả vào đây này. Cái chỗ này là em gấp ra rũi vào nó bật. Vâng. Cái này thì cái chính cái gối của em ấy thì cái chính của em là cần được kiêm huyết tương dược thực cầu, cái chính cần thiết nhất. Còn trị liệu thì nó cũng tốt thôi, nhưng nó không giá trị nhiều lắm vì nó tổn thương vấn đề sụn bên trong. Đấy, tổn thương là vấn đề sụn bên trong cho nên phải giải quyết được vấn đề nội khớp. Huyết tương dược thực cầu nó là cái gì? Huyết tương dược thực cầu nó là không phải là thuốc mà nó là chính cái máu của mình ấy. Máu của mình lấy ra tách tiết thành phần cần thiết rồi tiêm vào đây. Nó có tác dụng giảm đau, chống viêm và tăng cường các tế bào này mới và có tân tạo mới, giúp cho nó trẻ hóa ra nữa cơ. Và những cái vùng nào tổn thương thì nó sẽ liền được một phần. Thứ nhất là mình tránh được tất cả những động tác nào đau ra, mình tránh ra. Cái thứ hai nữa là mình chườm mát liên tục cho nó. Mình mát xa cái đó, mình chườm mát liên tục cho nó. Ngày nó khoảng 4-5 lần. Đấy, 3-4 tiếng một lần. Chườm cho nó.